À, quay cái nhà của bé Trân cho bé Miêu coi nha. Cái khu này là cái khu giống như là nhà ở căn hộ á. Cái hồ này hồ nhân tạo cũng đẹp lắm. Công nhận công khung cảnh ở đây thanh bình. Tao tí nhảy xuống bơi cái tí. Nhảy xuống bơi. Cái này bơi không được, cái này chơi thì ok. Ê, giỡn hoài sâu nha. No, nhưng mà nó bơi không nổi tại vì cái này nó short. À. Ở ngoài nó cạn với đây nó cũng là 6 feet đó bé. 2 3 là tới kia rồi. Ừ. Đó, mày ngon ra đây chơi nè. Thấy cảnh thanh bình vậy không? Mấy cái hoa so cute không? Chân cho mấy đứa nó học bơi chưa? Nó có hồ nó ra nó dập riết rồi nó bơi được rồi. Dập thì sẽ biết được cách nổi. À. Còn bơi là phải. Yeah. Đây nè. Đây là cái đồ lọc nước của nhà bé Trân nè. À, nước ở đây mà không lọc là không xài được nha. Cái vùng Florida này nước nó lấy ở giếng ở dưới lòng đất lên á. Nó lợ 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 kỳ lắm. Tùy theo nhà có khả năng, có nhà thì người ta đặt khoảng 1.000, có nhà 3.000, có nhà 60.000 tùy. Đây, giang sơn của anh Vũ. Dấp cá nè. Quế nè. Hành nè. À, cái kia chắc củ cải quá à. Đúng rồi, có củ cải đó. Radish đó. Thấy ở dưới nó trời trời lên mấy cái củ cải này nè. Nhúm rau muống. Anh này ăn ớt bạo tàn không nè. Hôm qua nó cho trái ớt mày cay xé hồng á. Đây cũng ớt nữa nè. Đây. Đây là đất xung quanh nhà. Cái này đất của hai nhà mà không có ngăn lại để vậy đó. Ai muốn ra ra. Ê, come here. Không có ra ngoài xa quá con. Not go too far baby. Take care em á mày. Tí. Tí à. Mày take care em á. Nó nhảy xuống nó thấy mẹ đó. Ê, giống cá vậy. Oh my god. I see the fish. Yeah, baby, no, don't do that. Oh, I see the fish. Here you go. Yeah. Wow. That's the fish. Oh. I want to show you how to throw it. All right. No. No. Evie. Oh. Like here, you want to throw it better? You do it like this. Cá cũng bự lắm à nha. Nó quăng bánh mì xuống rồi phóng nó năng liền á. Oh, cái này giống như mấy con cá rô. It. There you go. That's better, right? Dục thôi nha, dục thôi chứ đừng nhảy theo nha. Kìa. Đó, chim cò khắp nơi. How far do you think I can throw? Kìa, nhà đằng kia họ cũng làm cái rào ra kìa. Cái này là xung quanh nhà, giờ mình đi ra phía trước. Nhà này á là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Mà bé Trân mua là 345.000. Ở đây được có cái nó mưa nha. Mưa xong là nó ngưng xong là khô liền. Này chắc bố nó mới trồng cây chanh nè. Nó không có bị dơ đường dơ xá nha. Tại vì ở đây thời tiết rất là nóng.
hầu như đây là cái mặt tiền nhà nè, hầu như là nhà nào cũng phải có máy hít máy lạnh nha. Không có máy lạnh là chịu không nổi đâu, khí hậu này nóng cực kỳ, nóng y như Việt Nam vậy đó. Cũng ẩm ướt y như Việt Nam vậy đó. Đây là cái mặt tiền nhà bé Trân nè, nhà này 10 năm tuổi rồi. Đó, hai hướng đi ra ngoài hồ hết. Trần không dám trồng gì á, sợ rắn. Quay phim vòng vòng. Được đó, được chim, được cò. À, tí mày thất nghiệp mày về để mày chăm em mày tí. Mày có vẻ thích hợp với mấy đứa nít á. À, mấy đứa nít thích nè. Bộ cá ở đây mình có quyền được câu không? Câu hả? Cô thấy nhiều lắm mà con. Nhiều lắm, mấy đứa nhỏ nó thảy bánh mì phóng lên ăn lia lịa luôn. Nó khôn á, nó không có bơi vô đây ha tí ha. Có chứ. Đó đó. Từ từ nó ăn. Ừ. Con bò ít thôi, a little bit thôi. Kìa kìa đó, đó, đó. Landon, don't come too close to the bird. Yeah. I think the bird is eating the chim nó cũng dạng hả tí. Đây đây đâu ai bắt nó đâu. Ở đây đâu ai bắt nó đâu. No, 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 no. No, don't do that. That's the fish. Này chắc cá rô phi. Hồi nãy nó phóng lên nha, mày thấy cái lưng. Bởi vỗ nó đi bắt mà. Bởi vỗ nó lấy cần câu này nó bắt luôn. Dạ hả. Thằng lớn nó giống Vũ y chang. Tóc tai đầu cổ y hệt bố. Lên mình giống Vũ. Y Vũ vậy. Mặt thấy ghét. Vũ, con cắt rau nó, con cắt ngang ở trên luôn á. Con cắt rau nó, con cắt ngang ở trên luôn á. Con đừng có tiếc. Bụp luôn. Nhưng mà con chừa lại mấy cái lá nhỏ phía dưới á. Là bắt đầu nó lên. Còn mà con làm vậy mai mốt quá hả, nó sẽ chỗ cái bông trên này và nó hết cao luôn. Con cứ cắt ngang cái này luôn, chơi mày luôn, tự động cái thằng này nó lên. Chừa mấy cái lá nhỏ lại rồi. Cắt ngang luôn, đừng có tiếc. Ngang luôn hả? Ừ. Tin cô đi. Tại vì mà con cắt mà con chừa như vậy đó là cái đợt non ở dưới nó không bao giờ nó lên. Ok. Ừ. Con không biết cắt đâu. Trời ơi, cô kinh nghiệm lắm. Thà là con cứ thiến ngang nó luôn. Con chừa mấy cái lá nhỏ đó đó. Rồi cái con pha một ít nước. Con vô trong hôm này bò á, con mua cái phần cá đó, con về con hòa nước, con tưới nó, rồi nó lên lại xanh rì luôn. Con hành này nè, con ăn á, con đừng bao giờ cắt ngang đó nha. Cái lá này nè, mấy cái lá này nè, con tỉa xuống vậy nè, con cứ tỉa vô tư. À, thì những cái mầm nhỏ này nó lên, xà lách cũng vậy, xà lách những cái lá xung quanh này nè. Đó, ví dụ như vậy ha, con cứ tỉa con ăn.
con trồng cái này con ăn cả quanh năm luôn. Yeah. Đó, con cứ tỉa vậy nè. Thì những con cái thằng những cái thằng nhỏ nó còn lại ở trong ruột này nè. Yeah. Đó, bắt đầu nó lên. Đây nè. Mấy này nó lên. Yeah. Đó. Chứ đừng bao giờ mà hành lá con lấy cái kéo con cắt ngang là tiêu luôn đó. Không lấy kéo hả? Không có kéo. Thấy nhiều quá thôi kệ nó quất nó lại đi. Con rau muống này nè, con cắt đi. Rau muống dạ dạ. Con cắt cũng y như là cũng thằng này nè, rồi tự đậm nó đâm tược nó lên. Cái này rau đây nè. À rau đây. Tại vì mỗi cái loại rau á. Dạ. Để con thấy không, nó ra bông như vậy là tiêu rồi đó. Đừng có bao giờ để nó ra bông. Phải cắt nó trước khi ra bông. Ừ. Cắt ngang tự động mấy cái lá nhỏ nó sống nó lên. Nó những cái loại mà mình như cái bụi hành lá này nè là mấy cái cọng lớn nè tước ăn đi. Dạ. Thì cái mấy cọng nhỏ này mới tiếp tục grow up lên. Dạ. Ok. Còn cây này kiếm chỗ đào lên xuống đi con. Dạ. Cái cây này chị chưa kiếm được chỗ. Cái cây này con nó cây vải đúng không? Dạ cây vải. Ừ. Để kiếm chỗ nào nữa? Chỗ nào mình hông mình nè. Dạ. Ví dụ như cái đường đất của nó chia đôi á, con trồng ngay ở giữa. Dạ. Một hình thức là mình xúp rịch đất nhà của người ta ra luôn. Dạ. Đó. Đây nè. Quả trời đây nè, trồng đây nè. Đừng có trồng sát cái tường nhà. À, đi vô đi. Dắt em vô. Bờ ao bờ ruộng không có tốt đâu. Đó có người lớn. Bắt đầu nóng rồi hả con? Vũ đừng có bao giờ trồng cây sát ở trên tường nhà con nha. Tại vì rễ nó sẽ ăn vô cái chân tường nhà con. Đúng rồi, đúng rồi. Con phải cắt cái chân tường nhà con ra. Không chung được rồi. Ủa có riêng. Có không? Có. Làm cho con. Lâu lâu tới nhà làm phiền kìa. Đúng. Mai mốt nhớ tới nhà Phụng làm phiền lại nha. Sửa, đây là sửa khác. À. Con muốn có sửa gì con? Sửa ống thọ, sửa gì cũng được. Không? Vừa thôi, không ngọt mà cũng không đắng. Rồi. À, tự để cô làm nha. Anh kêu con.